Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 cùng các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kế hoạch đặt ra mục tiêu phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED. Phấn đấu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, giảm bớt tổn thất điện năng đối với hệ thống điện trên địa bàn tỉnh xuống dưới 3,5% vào năm 2025. Và việc lắp đặt sử dụng điện mái nhà áp mái tại các tòa nhà công sở trên địa bàn tỉnh đang là chủ trương và là biện pháp tiết kiệm điện hiệu quả tại địa phương này. Trụ sở của Sở Công Thương Bắc Giang được lắp đặt và sử dụng điện mặt trời từ năm 2020. Từ đó đến nay, nguồn điện của đơn vị này sử dụng song song giữa điện lưới quốc gia và điện mặt trời. Điều này giúp tiết kiệm một lượng điện năng đáng kể cho đơn vị. Văn phòng Sở Công Thương Bắc Giang đã được lắp đặt điện áp mái năng lượng mặt trời từ năm 2020 với tổng công suất là 10 kW và đã góp phần tiết kiệm điện cho Sở Công Thương khoảng từ 20 đến 30% sản lượng điện trong vòng 1 tháng. Khi mình sử dụng điện mặt trời này nó sẽ tiết kiệm được khoảng 20-30% tiền điện trong vòng 1 tháng, thì nếu mà tổng đầu tư của mình là khoảng 400 triệu ở Sở Công Thương thì nó trong vòng khoảng từ khoảng 10 năm nó sẽ thu hồi được vốn đầu tư ban đầu. Bắc Giang là địa phương có khả năng phát triển về điện mặt trời với tổng bức xạ mặt trời trung bình đạt khoảng từ 3,3 đến 4,1 kWh một mét vuông một ngày. Lượng điện năng trung bình ước tính lớn nhất từ tháng 5 đến tháng 10, tương ứng xấp xỉ 100 kWh một tháng. Đây là cơ hội, điều kiện thuận lợi để Bắc Giang phát triển điện năng lượng mặt trời nói chung và điện mặt trời áp mái nói riêng. Theo đó, nhiều mô hình trình diễn, thí điểm về điện năng lượng mặt trời ra đời như hệ thống điện mặt trời áp mái, cấp điện cho tòa nhà văn phòng tỉnh ủy, sở công thương với công suất 10 kWp. Qua đánh giá sơ bộ, đến nay đều hoạt động tốt, mang lại hiệu quả cho đơn vị sử dụng. Quả thiết thực, cực kỳ thiết thực, bởi vì là đối với các cơ quan công sở, đa phần là chúng ta làm việc là vào thời gian sử dụng điện là ban ngày, là các cái khung thời gian mà nó có cái hiệu quả cao về cái chiếu sáng của mặt trời. Đấy, và đó, bên cạnh cái hiệu quả về cái việc mà kinh tế như vậy ấy, thì nó cũng có một cái hiệu quả về mặt tuyên truyền. Đấy, khi mà tất cả các cơ quan công sở chúng ta đều có thể lắp đặt cái điện áp mái thì chúng ta sẽ có người dân, người ta nhìn vào là nó sẽ có rất hiệu quả, và từ đó là chúng ta lan tỏa được cái thực hiện cái tiết kiệm điện ra toàn xã hội. Được biết, với giá thành đầu tư như hiện nay khoảng 15 đến 19 triệu đồng một bộ 20 kWp và giá điện EVN tăng khoảng 6% một năm thì công trình sẽ thu hồi vốn trong khoảng 8 năm và bắt đầu thu lợi nhuận từ năm thứ 9 đến năm thứ 20. Mặt khác, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cứ 1 MWh điện năng tiết kiệm được, không sử dụng điện lưới quốc gia sẽ giảm phát thải ra môi trường hơn 0,9 tấn CO2. Chi phí đầu tư và bảo trì thấp, hệ thống điện mặt trời áp mái là một trong những giải pháp hữu ích, tiện ích kép khi vừa tiết kiệm chi phí điện năng, vừa giúp ngành điện giảm áp lực trong hoạt động cung ứng điện năng, mang lại lợi ích về kinh tế xã hội và góp phần bảo vệ môi trường. Hiệu quả thử nghiệm tại Sở Công Thương sẽ là tiền đề mở rộng mô hình điện mặt trời áp mái tại các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.